Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phương pháp thứ hai, người ta gọi đấy là hồi Piris. Thì đây là một cái phương pháp có thể nói là rất là hiệu quả và nó tránh được cái nhược điểm của phương pháp OLS phía trước. Ý tưởng thì cũng rất là đơn giản như sau. Cho trước một cái tập dữ liệu huấn luyện, thế thì khi đấy chúng ta sẽ đi tìm một cái hàm ép sao mà nó cực tiểu hóa cái đại lượng là tổng của RSS với một cái đại lượng là lambda nhân với chuẩn bình phương của v. Đấy. Vậy là lúc này chúng ta sẽ có thêm một cái đại lượng này. Hay là chúng ta có thể viết lại cái bài toán đấy là chúng ta cần tìm một cái v sao để sao cho là nó cực tiểu hóa cái hàm tổng này. Đấy. Đằng trước thì là lỗi thử nghiệm, thế còn đằng sau là chuẩn bình phương của vector trọng số. Thế thì cái đại lượng này ấy, thì người ta hay gọi đây là đại lượng hiệu chỉnh, hay là tiếng Anh nó gọi là regularization. À. Thì trong buổi trước thì chúng ta cũng đã nghe đến cái khái niệm hiệu chỉnh rồi đúng không? Thì hôm nay thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy được một cái đại lượng hiệu chỉnh trực tiếp ngay, và đây chính là đại lượng hiệu chỉnh. Và cái hệ số lambda ấy, thì người ta gọi đấy là hằng số hiệu chỉnh, và thông thường thì lambda nó sẽ lớn hơn không. À. Tất nhiên lambda bằng 0 thì nó quay trở lại phương pháp OLS rồi, đúng không? Rồi, thì đây chính là ý tưởng của hồi Qrist, rất là đơn giản. Đấy. Thế thì với cách làm này thì chúng ta thấy là chúng ta có thể có rất nhiều những cách hiểu về 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 cái việc dùng thêm cái đại lượng này. Đấy. Thì cái đại lượng này lần đầu tiên được giới thiệu bởi một cái nhà toán học có tên là Tychonoff. Thì khi đó ông ấy nói rằng là nếu mà chúng ta dùng cái thêm cái đại lượng đấy thì thực ra là chúng ta đang đang đi đang 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 đi làm mịn những cái bài toán mà bất ổn. À. Thế có một số những bài toán mà khó giải, hay một số những bài toán mà nó bất ổn, thì khi chúng ta dùng thêm cái đại lượng này thì nó sẽ giúp ta giải quyết cái chuyện đấy tốt hơn. À. Thì đấy là ý của Tychonoff. Thế còn theo một cái nhà khoa học khác có tên là Zaremba, thì ông ấy nói là chúng ta dùng thêm một đại lượng này thì thực ra là chúng ta đang đi cực tiểu hóa cái độ phức tạp của mô hình. Đấy. Các bạn có đoán đoán được vì sao về cái đại lượng này nó có thể giúp ta đi cực tiểu cái độ phức tạp của mô hình không? Rồi thì đấy là cách hiểu thứ hai. Cái hiểu thứ ba thì hiểu theo nghĩa xác suất thì chúng ta có thể hình dung là chúng ta có thể hiểu là khi chúng ta thêm một cái đại lượng hiệu chỉnh này này thì đây chính là một cách để chúng ta đưa cái tri thức tiên nghiệm vào cho cái bài toán này. Chúng ta cũng có thể hình dung là như vậy. Bởi vì chúng ta có thể thấy ngay là đây chúng ta yêu cầu là các cái v nó nhỏ, có nghĩa là chúng ta đang mong muốn là hay là đại khái chúng ta sẽ có một cái ý tưởng nào đấy về về cái vùng của cái hàm f nó có thể tốt, và cái giá cái miền đó nó không phải quá lớn. Đấy. Thì về sau ấy thì chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn về 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 cái vai trò của cái tiên nghiệm này. Thế còn theo một cái cách hiểu khác ấy, thì Andrew ấy, thì ông cũng nói là cái hiệu chỉnh ấy, thì nó cũng không là cái gì đặc biệt cả, nhưng mà nó lại là một cái công cụ để giúp chúng ta tránh được hay là giảm được overfitting. Đấy. Thì đấy là một vài những cái hiểu khác nhau về 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 cái đại lượng hiệu chỉnh. Rồi. Thế thì trong tối ưu hóa thì người ta đã chứng minh cũng rất là tường minh cái chuyện là cái bài toán này này cái bài toán này này khi chúng ta đặt thêm một cái đại lượng hiệu chỉnh này, này đấy. Bài toán này đây chính là bài toán cực tiểu đúng không? Bài toán cực tiểu hóa. Thế thì việc giải quyết bài toán này thì nó sẽ tương đương với cái việc là giải quyết cái bài toán như sau. Chúng ta đi tìm một cái vector v sao mà nó làm cho cái lỗi thực nghiệm là bé nhất, nhưng mà cái v kép ấy, nó phải thỏa mãn cái điều kiện là
tổng bình phương của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng t, với t là một cái hằng số nào đấy. Thì hai cái bài toán này là cái cách giải quyết là tương đương với nhau. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái bài toán thứ ba này, thì đối với bài toán này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, rất là dễ hiểu ngay là khi chúng ta đưa thêm tài liệu hiệu chỉnh thì có nghĩa là chúng ta đưa thêm một cái ràng buộc như này. Đây chính là ràng buộc về cái miền mà chúng ta sẽ tìm kiếm cái VK. Và t càng bé có nghĩa là chúng ta càng thu hẹp về cái miền của VK, đúng không? Đấy. Thì giờ chúng ta thấy ngay được cái chuyện đó. Và như vậy là chúng ta thấy ngay được cái chuyện là cái đại lượng hiệu chỉnh ấy, nó chính là một cái cách để chúng ta giới hạn cái độ lớn của cái VK, hay là chúng ta giới hạn cái vùng tìm kiếm của VK sao. Đấy. Hay là cũng là một cái cách để chúng ta giới hạn cái độ phức tạp của hàm S. Đấy. Thì đấy đấy chính là cái ý nghĩa trực tiếp mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tất nhiên thế thì khi chúng ta đã giới hạn cái vùng tìm kiếm của VK của cái F sao ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy ngay là cái đại lượng hiệu chỉnh ấy nó sẽ giúp chúng ta đánh đổi được cái khả năng khả năng cái đánh đổi cái lỗi trên tập huấn luyện với cái khả năng tổng quan hóa của nó trong tương lai. Đấy. Các bạn có thể thấy ngay là nếu nếu mà cái t này hay là cái lambda nó càng lớn, lambda càng lớn thì nó sẽ yêu cầu cái v nó càng nhỏ, đúng không? Và điều đó nó sẽ dẫn đến vấn đề là cái lỗi trên tập huấn luyện nó có thể là tệ hơn so với phương pháp OLS. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta có thể kỳ vọng là khả năng tổng hóa của nó có thể là cao hơn. Chỉ có thể kỳ vọng là chúng ta đánh đổi thôi. Chúng ta có thể giảm một chút về cái lỗi trên tập huấn luyện, nhưng mà nó chúng ta có thể tăng cái khả năng tổng hóa. Tất nhiên là cái mối liên hệ chặt chẽ hoặc là chứng minh một cách chặt chẽ về cái chuyện đấy thì nó cũng là một cái câu chuyện hơi lý thuyết và nó hơi khó, cho nên là chúng ta chỉ có thể ở đây chúng ta mới kỳ vọng là như vậy thôi. Thế còn nếu mà chúng ta không có cái đại lượng này thì chúng ta sẽ không có cái cách nào chúng ta đánh đổi được đâu. Ví dụ trong phương pháp OLS thì chúng ta sẽ không không có cái cơ hội nào chúng ta làm cái chuyện đánh đổi đó. Nhưng mà đối với phương pháp này, khi chúng ta dùng cái đại lượng này thì khi chúng ta thay đổi cái lambda này chẳng hạn, thay đổi lớn bé ví dụ thế, thì nó có thể giúp ta là chúng ta tập trung vào cái gì. Nếu mà chúng ta cho cái lambda bé thì có nghĩa là chúng ta sẽ mong muốn là cái hàm F chúng ta thu được ấy, sẽ làm cho cái lỗi trên tập huấn luyện nó bé. Nhưng mà cái độ phức tạp của hàm F chúng ta thu được nó có thể là lớn. Thế còn nếu mà chúng ta chọn cái lambda nó lớn, chúng ta cứ hình dung là lambda giá trị nó tiến là vô cùng, ví dụ thế. Và như vậy là cái việc cực tiểu hóa cái hàm này thì nó chỉ tập trung chính vào đây, và nó sẽ cái việc kép ấy nó có chuẩn tiến đến không, có chuẩn tiến đến không. Thế thì nếu mà một cái việc kép mà nó tiến đến không thì chúng ta sẽ thu được một cái hàm như nào, cái hàm f mà trọng số nó bằng không. Và như vậy cái hàm f đấy lúc nào cũng bằng không, và điều đấy có nghĩa là gì? Cái hàm chúng ta thu được đấy là một hàm tầm thường, đúng không? Nó là một hàm tầm thường nếu mà chúng ta chọn cái lambda nó rất là lớn, và như vậy là chúng ta sẽ thu được một cái hàm tầm thường. Thế thì một cái hàm tầm thường thế, cứ cho bất kỳ x vào thì giá trị phán đoán nó lúc nào cũng bằng không hoặc rất xỉ không. Thế thì các bạn thấy là cái phán đoán đây nó có ý nghĩa không? Chả có ý nghĩa gì cả, đúng không? Và trong trường hợp đấy thì các bạn sẽ thấy ngay được câu chuyện là đấy chính là cái trường hợp underfitting. Đấy. Khi mà cái lambda rất lớn thì nó có thể dẫn đến cái chuyện là underfitting. Thế còn khi mà lambda rất bé, nó tiến đến không. Và như vậy là chúng ta sẽ quay trở lại cái phương pháp OLS, và có thể cái hàm chúng ta học được sẽ dẫn đến overfitting. Như vậy là chúng ta sẽ thấy ngay cái hai cái thái cực, đúng không? Rất là rõ ràng như vậy.
underfeeding và overfeeding. Đấy. Thì đấy chính là cái hay ho của cái phương pháp hồi quy risk. Và một cái hay ho nữa là khi chúng ta làm việc với cái bài toán thứ hai này, đây cũng là một bài toán tối ưu, và đây cũng là cái hàm này, nó cũng là một hàm bậc hai và nó là một hàm lồi. Và tất nhiên chúng ta có thể tính đạo hàm rồi chúng ta giải phương trình để chúng ta tìm nghiệm, đúng không? Và đối với cái bản này thì chúng ta có một công thức nghiệm cũng rất là tường minh. Nó được tính toán theo cái công thức này, trong đó cái ma trận Y này, đây chính là ma trận đơn vị cấp n cùng 1. Thế thì trong cái công thức này thì cái ma trận phía trong dấu ngoặc này, thì đây là một cái ma trận lúc nào cũng khả nghịch. Nếu mà chúng ta chọn cái lambda lớn không, thì cái ma trận này luôn luôn khả nghịch. Và như vậy là nó tránh được một cái nhược điểm đầu tiên trong cái phương pháp OLS, đúng không? Đấy. Như vậy là đối với hồi quy risk thì chúng ta luôn luôn có thể tính được cái công thức nghiệm này. Đấy. Và nếu mà so sánh với OLS thì chúng ta thấy ngay là hồi quy risk nó có nhiều cái ưu điểm hơn. Đấy. Đó là tránh được cái trường hợp là ma trận suy biến. Rồi. Và cũng có khả năng nó giúp chúng ta giảm overfitting so với phương pháp OLS. Đấy. Thì đây chính là hai cái đặc trưng hay ho của hồi quy risk so với OLS. Và chúng ta chú ý khi mà chúng ta làm việc với hồi quy risk thì ở đây chúng ta có một tham số là lambda. Thì như vậy chúng ta biết là đấy chính là cái hệ số phạt, đúng không? Hệ số phạt. Và cái hệ số này nó có ảnh hưởng rất là lớn đến hiệu quả của phương pháp hồi quy risk. Cho nên là trong thực tế thì các bạn hãy, khi các bạn dùng hồi quy risk thì các bạn hãy lựa chọn lambda cho nó tốt. Người ta hay gọi cái lambda đây là một cái siêu tham số. Và để khi chúng ta dùng hồi quy risk thì chúng ta phải lựa chọn nó để làm sao cho nó tốt nhất với cái bài toán của chúng ta. Rồi, và như vậy là chúng ta sẽ có ngay một thuật toán hồi quy risk rất là đơn giản, với đầu vào là tập dữ liệu huấn luyện và một cái tham số lambda cho trước lớn không. Đầu ra của thuật toán là cái vector vkép sao. Thế giai đoạn học thì chúng ta chỉ tính toán theo công thức này thôi, rất đơn giản. Rồi sau khi học chúng ta có thể dùng nó để chúng ta đưa ra phán đoán cho mỗi một cái x như thế này. Đấy. Thì đây đấy chính là hồi quy risk. Ở đây thì đối với hồi quy risk thì chúng ta chú ý là một cái chú ý nhỏ thôi, là trong các cái triển khai thực tế của nhiều thư viện ấy thì cách làm hiệu chỉnh nó hơi khác một tí. Vừa nãy chúng ta thấy là cái phần hiệu chỉnh này, chúng ta đưa cái v0 vào đây, chúng ta có cái v0 đưa vào trong này. Tất nhiên thì khi mình viết này để cho các bạn dễ hình dung thôi, dễ hình dung. Thế còn khi chúng ta làm việc trực tiếp với bản này thì cái v0 ấy, giá trị của nó có thể bị ảnh hưởng bởi cái miền giá trị của y này. Cái miền giá trị của y nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị của v0. Nếu mà miền giá trị của y rất là lớn thì cái v0 đây tự nhiên nó lại có cái vai trò rất lớn trong này. Như vậy thì nó có thể là không hay ho lắm và nó rất là nhạy cảm với cái chuyện đó. Thế cho nên là trong nhiều cái triển khai của các cái thư viện ấy, thì người ta bỏ cái v0 đấy ra khỏi cái phần đại lượng hiệu chỉnh. Và tất nhiên chúng ta bỏ đi thì cái việc giải nghiệm nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn thử về về giải nghiệm xem là nghiệm 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 của cái hồi quy risk nó như thế nào. Và chúng ta coi đấy là bài tập về nhà xem. Rồi. Đây là một cái ví dụ minh họa khi chúng ta xét hai cái phương pháp hồi quy risk và hồi quy OLS trên cùng một cái tập dữ liệu. Ở đây chúng ta dùng một tập dữ liệu D bao gồm có 67 quan sát về một cái bệnh ung thư. Thế thì cái dữ liệu này thì mỗi một cái quan sát thì nó sẽ được biểu diễn bằng một cái vector 8 chiều. Thế sau khi huấn luyện đây thì chúng ta sẽ dùng các cái mô hình này để chúng ta phán đoán với 30 cái quan sát khác.
Thế thì sau khi huấn luyện ấy, thì chúng ta sẽ thu được cái vector trọng số cho phương pháp OLS. OLS nó chính là đây. Đây chính là từng thành phần của cái vector trọng số cái cáp. Đấy. Thế còn hồi queries thì chúng ta sẽ thu được cái vector trọng số ở đây. Đấy. Các bạn thấy là có một số các thành phần trọng số của hai phương pháp nó cũng hơi giống nhau, cũng hơi giống nhau đúng không? À, một số là hơi giống nhau. Nhưng mà có những chỗ khác thì rất là khác nha. À, đây, 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 rất là khác. Và chúng ta nếu mà ta dùng hai cái mô hình đấy để chúng ta làm việc với dữ liệu test thì đây chính là lỗi của phương pháp OLS và đây chính là lỗi của phương pháp RISC. Và như vậy các bạn thấy là trong cái trường hợp này thì hồi Qrish có thể nó đang làm việc tốt hơn cái phương pháp OLS kia. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ minh họa thôi. Và trong thực tế thì người ta cũng thường thấy hồi Qrish nó làm việc tốt hơn cái OLS kia. Thì cái lý do là vừa nãy chúng ta đã phân tích một vài rồi, đúng không? Rồi, vừa nãy chúng ta đã thấy là cái vai trò của lambda ấy thì nó rất là rõ. Thì trong phần trước thì chúng ta phân tích về mặt định tính. Thế còn trong thử nghiệm thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể kiểm chứng cái chuyện đó, hoàn toàn có thể kiểm chứng được. Thì đây là một cái ví dụ. Khi chúng ta thay đổi cái lambda khác nhau ấy. Ví dụ cái giá trị của lambda cho cái giá trị lambda nó càng lớn, ví dụ thế thì khi huấn luyện cái mô hình trên cái tập dữ liệu về bệnh ung thư đấy thì chúng ta sẽ thu được ví dụ với lambda 1,0 thì tương ứng với phương pháp OLS thì cái miền giá trị của cái VK nó trải rất rộng như này. Đấy. Thế khi chúng ta tăng giá trị lambda lên thì cái miền giá trị của VK nó bé dần và bé dần bé dần bé dần nó thu về như này. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ minh họa thêm về mặt thực tế là khi chúng ta cho cái lambda nó lớn lên thì cái chuẩn của VKF là cái miền giá trị của VKF nó càng ngày nó càng nhỏ đi. Đấy. Rồi và như vậy là đến đây thì các bạn đã thấy là hồi Qrish nó đã vượt qua rất nhiều những cái yếu điểm của phương pháp OLS. Thế thì bản thân hồi Qrish là nó có nhược điểm hay không?